Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi thân, chi tiết chính xác nhất về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tuổi thân khai vận. Và sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi với người tuổi thân bước sang tháng 2 âm lịch năm 2022, tức là tháng quý mão, năm nhâm dần này cho thấy trong tháng này đang chịu tác động của nguyệt lệnh rơi vào đất tử ở thân, con giáp này có thể sẽ đón một tháng trước khó sau thuận. Vận khí có xu hướng giảm sút gây không ít trở ngại, đòi hỏi bạn phải cẩn thận ứng phó, tránh gây ra ảnh hưởng tồi tệ hơn lên toàn cục diện. Công việc khá bận rộn, áp lực cũng không nhỏ nhưng được các tinh nâng đỡ nên vẫn mở ra nhiều cơ hội thăng tiến khi bạn chứng tỏ được năng lực của mình. Chỉ cần bạn làm việc có sự tính toán kế hoạch ổn thỏa, con đường thăng tiến vẫn luôn rộng mở để chào đón bạn. Thời gian này thân còn cần tập trung cải thiện các mối quan hệ xã giao, không nên thể hiện cái tôi quá mạnh, lắng nghe ý kiến của mọi người để ngày càng hoàn thiện bản thân sẽ tốt hơn. Sức mạnh tập thể sẽ giúp bạn đi xa hơn so với khi làm việc độc lập một mình. Tử Vi tuổi thân tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện sự nghiệp bước sang tháng quý mão năm nhâm dần này xem tử vi cho thấy người tuổi thân không được nguyệt lệnh ủng hộ nên làm gì cũng có cảm giác trục chắc bất thuận tuy nhiên khó khăn chỉ là nhất thời bản mệnh vẫn có cơ hội chuyển mình khi đủ nỗ lực và kiên trì tự chiến thắng số mệnh nguyệt lệnh lâm tử khiến công việc trong tháng có phần ảm đạm lúc này nếu bạn không tập trung và nghiêm túc thì rất dễ phạm sai lầm để lại hậu quả không dễ gì giải quyết nhất là những việc liên quan đến thủ tục, giấy tờ hành chính, nhiều khi đã mất tiền rồi mà vẫn chưa giải quyết êm xuôi, phải mất công mất sức, tổn hao trí lực. Dù vận khí xa sút như vậy nhưng bạn vẫn có không ít cát tinh che chở, có thể tìm được ánh sáng trong hoàn cảnh tối tăm. Được hai cát tinh tử vi và giải thần chiếu mệnh, công việc trước khó sau thuận. Khối lượng công việc nhiều khiến bạn thường quay cuồng bận rộn, áp lực cũng không nhỏ nhưng vẫn mở ra nhiều cơ hội thăng tiến khi bạn chứng tỏ được năng lực của mình chỉ cần bạn làm việc có sự tính toán kế hoạch ổn thỏa con đường thăng tiến vẫn luôn rộng mở để chào đón bạn vì thế tháng này đòi hỏi bản mệnh phải tập trung tinh thần cao độ tránh lối làm việc tùy hứng thích thì làm không thích cứ bỏ có như vậy mới tránh được thất bại một khi đã xác định phương hướng và mục tiêu rõ ràng bạn chỉ cần căn cứ vào kế hoạch lập sẵn là mọi việc sẽ đâu vào đó đây cũng là lúc bạn thể hiện sự mẫn tiệp vận dụng tinh thần sáng tạo để tự tạo ra lợi thế cho bản thân mình có khả năng cao, bản mệnh sẽ cho ra đời những ý tưởng sáng tạo vô cùng độc đáo và mang giá trị cao, được hưởng lợi không ít từ đó. Thời gian này thân còn cần tập trung cải thiện các mối quan hệ xã giao. Vì vận khí giảm, nếu không có quý nhân giúp sức, e rằng một mình bản mệnh ứng phó với khó khăn sẽ vô cùng vất vả. Đừng thể hiện cái tôi quá mạnh, lắng nghe ý kiến của mọi người để ngày càng hoàn thiện bản thân sẽ tốt hơn. Sức mạnh tập thể sẽ giúp bạn đi xa hơn so với khi làm việc độc lập một mình tử vi tuổi thân tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện tài lộc. Theo tử vi tháng 2 năm 2022 tuổi thân âm lịch tháng này không có tài tinh chiếu mệnh nên tình hình tài chính của thân chỉ ở mức bình ổn, không có quá nhiều biến động. Chính tài trưởng lại, chưa thấy dấu hiệu tăng. May mắn thứ tài có chút khởi sắc, kinh doanh, buôn bán hay đầu tư có thể thu lời nhưng không nhiều. Bạn vẫn nên lên kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn để hạn chế sai lầm. Với người không mưu cầu quá cao, tình trạng bình ổn này có thể vẫn khá lý tưởng với bạn, bạn cũng không vội hay lo lắng. Nhưng nếu là người giàu tham vọng, con giáp này có thể sẽ rất sốt ruột và muốn nhanh chóng tìm ra cách để thúc đẩy thu nhập tăng tiến hơn. Tuy nhiên, nếu đang ấp ủ dự định hay kế hoạch đầu tư cần sử dụng nguồn vốn lớn, bạn cần tính toán hết sức thận trọng kẻo vận khí sa sút sẽ khiến mưu sự khó thành tiền bạc như muối bỏ biển, lợi bất cập hại. Đừng quên tháng này nguyệt lệnh rơi vào đất tử, nếu có đầu tư kinh doanh nên tiến hành ở quy mô nhỏ, tránh hùn quá nhiều vốn cùng lúc kẻo không thu hồi được vốn liếng. Xem phi tinh tháng, bát bạch tài tinh bay vào hướng tây nam gặp nhị hắc hung tinh. Nơi này cần được chú trọng dọn dẹp sạch sẽ và bài trí phong thủy hợp lý thì tài khí của gia chủ mới vượng. Để kích hoạt tài khí, người tuổi thân có thể đặt tượng tỷ hưu phong thủy hay kỳ lân phong thủy ở phương vị này. Đây là vật phẩm phong thủy vừa có tác dụng hóa sát hóa giải xui xẻo, vừa mang tới may mắn về tiền bạc cho gia chủ. Tử vi tuổi thân tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện tình cảm. Xét về phương diện tình cảm, đây không phải là tháng may mắn về nhân duyên của tuổi thân. Nguyệt lệnh lâm tử khiến bạn trở nên đa sầu đa cảm, dễ suy nghĩ tiêu cực dẫn đến muộn phiền nhưng khó chia sẻ với người khác, tâm trạng lúc nào cũng nặng trĩu người độc thân vẫn chưa tìm được đối tượng ưng ý nên tâm trạng khá chán nản nhưng duyên chưa tới thì cũng không thể cưỡng cầu đừng quá đặt nặng việc phải có ai đó bên cạnh nếu bạn vẫn đang tự chăm sóc tốt cho bản thân mình với các cặp đôi mối quan hệ của hai bạn rơi vào tình trạng bế tắc vết dạn nứt ngày càng lớn hơn nguyên nhân chủ yếu xuất phát do chính bản thân con giáp này bạn có xu hướng quan tâm tới cảm xúc của mình nhiều hơn là suy nghĩ và cảm nhận của đối phương chính sự áp đặt của bạn thường châm ngòi cho mâu thuẫn giữa cả hai người bạn nghĩ vấn đề của mình là quan trọng và cần được ưu tiên nên sẵn sàng gạt ngang những điều nửa kia chia sẻ sự bất công này khiến cả hai hiếm có cuộc nói chuyện nào kết thúc trong hòa bình các cặp vợ chồng dễ có mâu thuẫn hoài nghi hiểu lầm lẫn nhau khiến ai cũng mệt mỏi không khí gia đình căng thẳng đôi bên nên có cuộc nói chuyện rõ ràng để sớm chấm dứt tình trạng hiện tại Tử vi tuổi thân tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện sức khỏe. Bước sang tháng mới, người tuổi thân nên chú ý hơn tới việc chăm sóc sức khỏe của bản thân. Làm việc quá sức có thể khiến bạn thường xuyên thấy mệt mỏi, quể oải, như vậy càng khó tập trung làm việc được. Để cải thiện tình hình, con giáp này nên chú ý cải thiện chế độ dinh dưỡng, tăng cường luyện tập và luôn suy nghĩ lạc quan, hành xử vui vẻ để tâm lý thoải mái, có như vậy sức khỏe mới tốt và duy trì ổn định lâu dài được cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thân trong tháng 2 năm 2022 âm lịch. Tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết, làm gì cũng có cảm giác trục trắc cần nỗ lực nhiều hơn. Quý nhân, người tuổi thìn, người tuổi mão. Tiểu nhân, người tuổi ngọ, người tuổi tuất. Màu sắc may mắn, màu nâu, màu xanh. Tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, áp lực không nhỏ nhưng tiềm ẩn cơ hội thăng tiến khi chứng tỏ được năng lực quý nhân người tuổi thìn người tuổi mùi tiểu nhân người tuổi sửu người tuổi mùi màu sắc may mắn màu hồng màu vàng tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nam kế đô nữ thái dương khẩu quyết tài lộc chỉ ở mức bình ổn không có quá nhiều biến động quý nhân người tuổi thìn người tuổi hợi tiểu nhân người tuổi dậu người tuổi tuất màu sắc may mắn màu trắng màu tím tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nam thái bạch nữ thái âm khẩu quyết tình cảm xuất hiện nhiều vấn đề bất lợi trở nên đa sầu đa cảm quý nhân người tuổi tỵ người tuổi mùi tiểu nhân người tuổi sửu người tuổi ngọ màu sắc may mắn màu đen màu đỏ tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy nam la hầu nữ kế đô khẩu quyết chú ý chăm sóc sức khỏe nhiều hơn tăng cường tập luyện quý nhân người tuổi hợi người tuổi ngọ tiểu nhân người tuổi mùi người tuổi ký màu sắc may mắn màu đen màu vàng Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tháng 2 âm lịch năm nhâm dần của tuổi thân, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.